Xin chào các bạn, hôm nay Đất Việt TV như đã hứa ở trong cái clip là chim sẻ nướng sả ớt thì hôm nay tụi mình sẽ làm món là chim sẻ nướng mật ong cho các bạn xem nha. Thì nguyên liệu để chế biến cái món này thì gồm hành băm nhuyễn, tỏi băm nhuyễn, một chút cái đây là vỏ chanh mình sắc sợi ra để khi mà lát nữa mình nhét vào trong cái ruột của cái con chim sẻ. Và cái nguyên liệu quan trọng nhất không thể thiếu đó là mật ong. Rồi bây giờ mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu này vào trong chim sẻ để trộn. Quên một thứ rồi. Mình quên một thứ nữa đó là cục nêm nha các bạn. Và tiêu nữa. Cục nêm và tiêu. Rồi giờ mình sẽ cho mật ong vô. Đó, bây giờ sau khi mình cho các nguyên liệu vào, gia vị vào thì bắt đầu mình trộn lên. Rồi mình sẽ nhét cái vỏ chanh vào trong từng con. Vỏ chanh sẽ để ngoài này. Như các bạn đã thấy thì bây giờ mình đã bỏ cái vỏ chanh vào ruột bụng của cái con chim sẻ rồi. Thì mình sẽ đợi trong khoảng 15 đến 20 phút để cho cái gia vị nó ngấm vào trong cái con chim này. Xong mình đi nướng. Thì trong thời gian đó thì mình sẽ đi làm cái nước chấm cho cái món này. Thì nước chấm cho món này các bạn có thể sử dụng muối, ớt hoặc là xì dầu, nước tương đó. Hoặc là có thể dùng tương ớt cũng được đó. Thì tùy các bạn muốn ăn cái nào thì các bạn sử dụng cái nước chấm đó nha. Đó, than hồng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt vỉ lên và cho chim sẻ lên nướng nha. Đó. Ok. Lửa nó hơi to đó. Nó hơi to nó cháy. Cho cái đầu nó quay trong. Thường thường chấm dầu như trước là nó cháy dầu. Đừng quạt á. Đó, mình đã sắp hết đây, ở đây khoảng 16 con. Mình sắp hết lên nướng luôn. Bạn thấy khói báo không? Cái mỡ trong con chim nó sẽ nhỏ xuống dưới than rồi bắt đầu phừng lửa lên. Rất ngon ha. Mình ở đây thì ngửi thấy mùi mật ong nữa. Cái này mình nướng trong khoảng 15 phút, 15 đến 20 phút. Trong khi nướng thì các bạn nên cho cái nước ướp gia vị này vào cái phết lên trên cái con chim sẻ. Ở đây mình dùng cái cuốn mua cái lá chuối. Phết lên. Đó. Khi nào mình trở mặt thì mình phết lên ha.
Đó, các bạn lưu ý là chở đều tay với lại lửa nhỏ thôi nha, to quá nó cháy đó. Cái này nó màu luôn, nó màu lắm. Chấm liên tục luôn. Các bạn thấy chín điều hết rồi, thì chuẩn bị gấp ra. Con này gấp được rồi. Rồi buồn. Không quá. Rồi đây đi. Rồi bây giờ mình đã nướng xong bầy biện. Tiếp theo là tiết mục ăn thử. Mời một bạn trong nhóm thử. Bạn nào? Ừ, chuột. Nghe đi. Thử đi để ấy. Em thu hoài vậy. Thử lát nữa đâu phải mình em ăn không mà lo. Nó không thơm bằng cái chim sẻ nướng sẻ ớt mà nó ngọt. Đúng rồi, ngọt do có mật ong đúng không? Nó giòn hơn. Dạ giòn tại thấm mật ong á. Cái món này thì nó không thơm, không gợi mùi như là cái món sả ớt. Tại vì đặc trưng của sả ớt là các bạn, như các bạn đã biết đó, thì cái đó khi mà chưa nướng hay chưa sử dụng gì cái nguyên liệu đó, nó cũng đã gây ra nó cũng mùi rất là thơm rồi. Còn mật ong thì cái điểm mạnh của nó sẽ thấm vào thịt và nó làm cho thớ thịt rất là ngọt và chắc nữa nha. Giòn. Đó, và giòn nữa. Đó thì đây, các bạn sẽ chấm với cái đây là cái muối ớt xanh. Muối ớt xanh này thì mình giã ra rồi mình cho thêm một chút xíu nước vào ha. Rồi bây giờ cũng là khoảng 10 giờ đêm rồi. Xin chào các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Đừng quên đăng ký ủng hộ nhóm Đặc Biệt TV nha. Xin chào các bạn.